nói về đừng vì sự thành công của mình mà xem thường người khác, đúng không? Rồi đừng vì một chút cái túi trỗi dậy mà đánh đổi hết cả mọi thứ. Điều đó là không nên. Sống ở đời bạn giỏi kiến thức, bạn thông minh tài trí chưa bao giờ là đủ. Sống phải đức độ nè, khiêm nhường nè, bao dung mới gọi là có cái thấy biết khẩu đạo. Thì cho nên người xưa có câu sống sâu tĩnh lặng, có nghĩa là lúa chín thì cúi đầu, mà nước sâu thì tĩnh lặng, người trí thì kiệm lời. Tại sao nói kiệm lời và người trí như thế nào? Thì trong trước khi mà chúng ta thành công á, thì chúng ta làm gì? Mình cũng đã từng vấp ngã rất nhiều, cũng đã từng lên bờ xuống ruộng, cũng đã từng nếm đắng cay, và không ai chắc rằng tương lai mình lại không mắc những sai lầm khác. Hôm nay nhiều người hỏi thì hỏi Đại Đức Hạnh Phúc, thì hiện nay có nhiều người họ nói thầy học nhiều trường đại học có đúng hay không? Thì là đúng. Thì thầy học thi trên 300 trường trong nước và quốc tế. Thì điều đậu hết, điều có trường thì 9 điểm rưỡi, có trường thì 9 điểm 75, có trường thì 10 điểm hoàn toàn. Thì do ngày xưa thầy nói tóm gọn cũng tốt nghiệp trường đại học sư phạm ngôn ngữ Anh. Thì vấn đề tiếng Anh thì ngày xưa nói rất là lưu lót, rất là giỏi, nhưng mà giờ thì nói tiếng Anh thì nói tóm gọn thì viết được, đọc được, hoặc có thể là thi đậu được. Thì vấn đề thì thi và học là ta nói khi tài khi phận. Có thì cái nói tóm gọn là khi mình biết cái ý được, biết cái đề tài, biết cái bài, nếu mình có biết cách làm thì lúc nào cũng đúng, cũng thành công. Thì hiện nay thì rất là nhiều trường, trên 100 trường Đại Đức Hạnh Phúc là được học bổng. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là học bổng là giảm tiền 100%, có trường học bổng giảm 70%, có trường học bổng 80%, có trường 90%, có trường 100% là không đúng tiền luôn. Còn cái trường mình học đại học, học giỏi là khác, học sinh xuất sắc là tiễn hẳn, học bổng luôn. Còn học sinh giỏi thì cũng có khi tùy theo trường ra đóng 70%, 80%, 90%. Thì cái học bổng thì trường đại học mà ta ra nhiều khi là học bổng ta trao cho mình một lần thôi. Có người thì trao học bổng cho hết ra trường luôn, có người trao học bổng ví dụ một năm học bổng, ví dụ như người ta học bổng 100 triệu, 300 triệu, ha, 1 tỷ mấy thì một lần đó thôi. Rồi tự mình học hàng năm hàng tháng á, thì cái chuyện mà học bổng mỗi năm cho khi ra trường cái đó là hình như ít. Có một số cái học bổng do là mình học xuất sắc, và cái học bổng đó phải toàn phần, phải có sự giấy giới thiệu của trường nào, hoặc là mình thi đậu 100% học bổng 100%, hoặc mình học nước ngoài nhờ đại thi đại tại đại sứ quán tại nước ngoài. Ví dụ như nhiều người học đại sứ quán, học thi tại đại sứ quán Ấn Độ nè, thi đại sứ quán Myanmar nè, đại sứ quán Thái Lan nè, đại sứ quán Canada, đại sứ quán Singapore, đại sứ quán Malaysia, đại sứ quán Philippines, đại sứ quán Úc, Canada, Pháp, Bỉ, Anh, Pháp. Thì mỗi cái trường có những quy định, thì trong đó mình thi tại đại sứ quán hoặc có trường nào tổ chức thì được học bổng nếu mình được cái loại giỏi từ 8 điểm trở lên. 8 điểm là 8 điểm, 9 điểm là loại giỏi, nhưng mà từ 9 điểm rưỡi đến 10 là rồi xuất sắc. Thì được những cái trường đó ưu tiên dành cho những người mà đạt loại giỏi và xuất sắc sẽ được miễn phí học 100%. Còn một số học bổng cũng có, nhưng mà học bổng trao có một lần. Có trường thì trao học bổng ví dụ một lần vậy bao nhiêu tiền trong một năm đó, hoặc trao học bổng có một lần đầu. Rồi những cái kỳ khác mình học mình phải đóng tiền. Thì cái điều này thì cũng tùy theo những cái quy chế từng trường, nội quy từng trường, tùy theo cái sức học bổng của mình. Thì thầy cũng ở Việt Nam mình học, thầy học cũng hăm mấy trường đại học đã đậu, có bằng đại học hết rồi, có bằng hạc sĩ hết rồi. Thì giờ thầy chỉ có khi hạc sĩ giờ xong rồi, giờ khi tiến sĩ. Thì có bằng hạc sĩ nộp vào thì trước tiên yêu cầu là
Thường thường nhiều người hỏi khi mình học á, đại cấp phải hết cấp 3, có bằng cấp 3, có bảng điểm, có bảng điểm thì người ta lấy bảng điểm từ lớp 10, lớp 11, 12, điểm từ điểm khá giỏi xuất sắc, thì mình lấy cái bằng tốt nghiệp của mình á, phải có bằng bằng cấp 3, rồi có cái học bạ, bảng điểm cao, rồi mình học, đó là nộp đầu vào của đại học. Khi mình học đại học 4 năm thì mình có đậu đại học rồi, có bảng điểm đại học đó rồi, bao nhiêu môn rồi. Sau đó chúng ta nộp đầu vào, thi thi đầu vào. Thì thường thường có trường thi đầu vào, có trường xét bảng điểm học bạ không cần thi đầu vào, thì người ta nộp đầu vào thì thường thường người ta cho điểm đầu vào, có trường không đầu vào có thể mình nộp cái bằng cấp. Ví dụ như mình học đại học sau rồi giờ học thạc sĩ thì bằng cái bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ. Cái mình thi để tiến sĩ, và khi tiến sĩ hoàn thành rồi thì nên đầy đủ điều kiện. Thì tu thiền như thế nào để được thanh tịnh? Thì thầy nói khi mà người thiền có nhiều cái dòng thiền khác nhau, có một loại thiền thiền quán, thiền điểm sửa tức, thiền chánh niệm, thiền hơi thở, thiền chánh niệm, thiền không tư tưởng, không quán niệm, thiền ma sát, thiền tông trúc lâm Việt Nam, thiền trần nhân tông, thiền niệm phật, thiền Việt Nam mình có dòng thiền nữa, như dòng thiền là dòng thiền giờ có một số thiền khác nữa. Thì mỗi cái thiền đó để giúp cho con người tu tập. Thì ngồi thiền thì mình cũng biết là ngồi thiền phải từ 1 tiếng, 1,5 tiếng, 3 tiếng, 9 tiếng trong một ngày. Nếu ngồi thiền thì tâm mình thanh tịnh, lúc nào cũng phải có cái sự tập trung vào chánh niệm, không nghe, không thấy, không biết, không nghi ngờ, và lúc nào tâm mình cũng đừng có suy nghĩ cái chuyện mênh mang, cái chuyện thế gian, chuyện này chuyện kia, chuyện đúng chuyện sai, nhớ thương chuyện gia đình, cha mẹ anh em. Nhất là đặc biệt khi chúng ta đi tu, cũng nhiều người nói đi tu phải báo hiếu cha mẹ. Thì mình đi tu là báo hiếu cha mẹ rồi, mà khi đi tu là khi đã xuất gia là ra khỏi nhà, ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi gia đình, khỏi ra khỏi gia đình cha mẹ anh em mình. Khi đi tu thì mình không được lúc nào cũng nhắc về cha gì mẹ, thì chữ hiếu đó mình đi tu là có hiếu rồi. Theo như người không không đi tu là bất hiếu với cha mẹ, là đánh cha mẹ, đập cha mẹ, chửi cha mẹ, hoặc là mình có thể là bất hiếu như là ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, rồi ăn chơi quậy phá trác táng. Thì khi một người đi tu là rời khỏi thế tục, rời khỏi cha và gia đình là đã báo hiếu cha mẹ rồi. Nhưng giờ ở cùng cha mẹ nó ăn chơi nó quậy phá thì cha mẹ có vui không? Cha mẹ đau khổ thêm. Nên giờ đi tu là đã cho cha mẹ đỡ đi một phần nào lo lắng và đau khổ. Khi một con mà hiểu được đi chùa đi tu là tốt, còn đi ăn chơi đi quậy phá bỏ cha bỏ gia đình đi tỉnh này đến kia đi làm ăn rồi mà không về thăm cha mẹ, không điện thoại cha mẹ, không về gửi cho cha mẹ tiền ăn uống ngủ nghỉ gì đó, thì hiện nay trong cái cuộc sống này ấy, thì thầy nói đâu phải lúc nào ai cũng có tiền. Thì giờ ai có hiếu cha mẹ là đi dù dù đi đâu đi xa cũng phải nhớ về cha mẹ thì là có hiếu. Điện cha mẹ cũng vui, và có thể gửi tiền gửi quà cho cha mẹ, và mua gạo hàng tháng mình có thể gắn một địa lý nào đó, một tháng về cha mẹ ăn bao nhiêu thì chở bao gạo nè, hoặc rau cải thì mình có thể dặn nhà nào mua mình trả, hay là mình chuyển tiền cho cha mẹ một tháng vậy vài 3 triệu thì là mình có hiếu rồi. Còn điều kiện gia đình ở xa xứ làm ăn xa thì mình có đủ điều kiện thì về thăm gia đình thăm cha mẹ, còn có mình điện thoại cũng thấy hình ảnh cha mẹ, còn mấy mình lâu lâu rảnh thì 3 tháng nửa năm một năm về thăm cha mẹ lần, cũng có nhiều người 3, 4, 5 năm 10 năm không về thăm cha mẹ rồi sao. Thì cái điều kiện đó không phải người ta bất hiếu mà do điều kiện không đủ, hoặc do khó khăn, hoặc nghèo, hoặc khổ. Thì mình đâu có nói người con mà không về thăm cha mẹ đã bất hiếu, và không nuôi cha mẹ đã bất hiếu. Người nghèo người khổ khăn nó lo chưa xong, lấy đâu có tiền nó nuôi cha mẹ. Nên nhiều người trách móc không đúng, trách móc phải coi cho kỹ hiểu được cái sao. Thì tu cũng vậy, khi mình đi tu là rời khỏi gia đình, rời khỏi cha mẹ. Thì cha mẹ cặn gì mình có chùa có địa chỉ, thì cha mẹ có thương nhớ thì có thể mua vé xe lên thành phố, lên một cái chùa nào đó thăm con cái của mình. Bây giờ con cái nó về cũng tốn tiền, giờ cha mẹ đến mà thăm chùa rồi tu 1, 2 ngày, hoặc đến chùa chơi 1, 2 ngày tốt có sao đâu. Chúng ta đi tu là phải buông bỏ,
không có suy nghĩ và không có nói gì hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì có nhiều Phật tử hỏi Đại Đức Anh Phúc, thì theo kinh nghiệm của Đại Đức Anh Phúc thì pháp môn niệm Phật như thế nào và niệm Phật như thế nào? Thì các quý vị cũng biết thì pháp môn niệm Phật thì thường thường ta niệm Đức Phật A Di Đà, có người thì niệm Dược Sư, có người thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, người niệm thì Đại Hy Chí Bồ Tát, người thì niệm Địa Tạng Bồ Tát. Thì từng cái vị Phật thì theo cái tịnh độ tông thì quý vị thường thường các chùa thì niệm Phật A Di Đà, thường thường ta niệm như thế này thì người ta nói là thường thường ta niệm sáu chữ cái hồng danh này: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn có người thì niệm Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thì niệm Di Đà, có người niệm sáu chữ, có người niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì còn có người thì niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì mỗi cái vị Phật thì có một cái tên khác nhau và cách niệm Phật khác nhau. Thì thường thường Việt Nam mình đa số là họ theo tịnh độ nhiều thì niệm A Di Đà. Thì cái đà pháp niệm Di Đà thì người ta niệm nhiều càng tốt. Thì mỗi ngày người ta niệm từ có người thì cầm sao chuỗi ví dụ 15 hạt, có người thì cầm sao chuỗi 56 hạt, có người cầm sao chuỗi 108 hạt. Thì niệm cứ lặn sao chuỗi vậy cứ niệm. Còn có người thì thầy chỉ lấy cục sỏi hay cục sạn gì á, có nhiều người già cứ lấy cục sạn qua vậy. Cứ lấy một cục Nam Mô A Di Đà Phật cái bỏ hột sỏi qua. Còn mấy là lấy một, có người thì nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có người thì lặn chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì pháp môn niệm Phật thì chúng ta cũng thấy là có nhiều người thì nhiều cách niệm khác nhau. Thì niệm thì niệm cho từ vô niệm trở thành có niệm, và từ cái vô niệm trở thành nhất tâm niệm Phật. Thì nhất tâm niệm Phật trở thành con số không là vô niệm. Thì nhất tâm bất loạn, nhất tâm vô chủng trí, nhất tâm thiện pháp, nhất tâm khanh tịnh. Thì ta nói là mỗi giây mỗi phút không rời nhất tâm niệm Phật đời đời an vui. Thì mỗi người niệm một danh hiệu Đức Phật là đều vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái điều này thì nhiều người cứ nghĩ rằng niệm Phật sẽ thành Phật, hay niệm Phật để thành chánh giác, hay là niệm Phật để dành tìm con đường giải thoát giác ngộ. Thì trong cái kinh Tịnh Độ Tông thì ngày xưa có thiền sư, rất là nhiều thiền sư, có 36 vị thiền sư. Thì chúng ta học trong thiền tông hay tịnh độ hay là vấn này kia thì cũng xuất phát từ Trung Quốc. Thì chúng ta niệm Phật thì còn có người niệm ba danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có người niệm thì A Di Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có người thì đánh chung Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là hai tiếng mõ một tiếng chuông thì để Đức Phật chuyên Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là Nam Mô A là Nam Mô A là đánh tiếng chuông, Na Di Đà Phật đánh tiếng chuông, Nam Mô A gõ hai tiếng mõ một tiếng chuông, hai tiếng mõ một tiếng chuông, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà. Bao nhiêu cái vấn đề hiện nay chúng ta sống trong cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta quên đi cái tôn trọng mình. Tại sao mình không tôn trọng mình và mình không tôn trọng người khác? Thì hôm nay trong một nhân duyên rất lớn thì chúng ta nói về đừng vì sự thành công của mình mà xem thường người khác, đúng không? Rồi đừng vì một chút cái túi trỗi dậy mà đánh đổi hết cả mọi thứ. Điều đó là không nên. Sống ở đời bạn giỏi kiến thức
Bạn thông minh, tài trí chưa bao giờ là đủ. Sống phải đức độ nè, khiêm nhường nè, bao dung mới gọi là có cái thấy biết khẩu đạo. Thì cho nên người xưa có câu sống sâu tĩnh lặng, có nghĩa là lúa chín thì cúi đầu, mà nước sâu thì tĩnh lặng, người trí thì kiệm lời. Tại sao nói kiệm lời và người trí như thế nào? Thì trong trước khi mà chúng ta thành công á, thì chúng ta làm gì? Mình cũng đã từng vấp ngã rất nhiều, cũng đã từng lên bờ xuống ruộng, cũng đã từng nếm đắng cay, và không ai chắc rằng tương lai mình lại không mắc những sai lầm khác. Điều quan trọng dù mình có thành công đến mức nào đi chăng nữa, mình cũng như bao người khác mà thôi. Đó cũng sẽ bệnh tật, cũng sẽ già đi theo năm tháng, và cuối cùng cũng trả cái tấm khăn này cho lòng đất hoặc vào trong cái hũ nho nhỏ mà thôi. Đó cũng là cái định luật không ai có thể thay đổi được. Vậy mà nhiều người lại không nghĩ đến cái và coi thường cái nhân quả, mưu mô tranh giành hơn thua, chà đạp nhau, hãm hại nhau để đạt được cái quyền lợi cho phía mình, thì mà không nghĩ đến hậu quả về sau. Cho nên hãy xây dựng tình thương để cuộc đời vơi bớt cái đau thương và mọi người sống vui vẻ bên nhau. Cuộc sống không nhất thiết phải chuyện gì cũng phải phân rõ trắng đen. Thì có câu như thế này: nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Câu này có đúng không? Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng lên. Điều này có đúng không không? Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phải phai nhạt. Có đúng không? Rồi hơn khô với bạn bè và chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Điều này có được không? Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến cái lý lẽ mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại cái sự tổn thương là chính mình. Vậy chúng ta có muốn tổn thương chính mình hay không? Cái gì đã đen thì sẽ đen, trắng thì là trắng. Tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Thời gian sẽ chờ đợi câu hỏi người đó tốt, xấu, người ra sao, và người lương thiện, hai người có cả tình cảm, có tình cảm, người có hơi yêu thương hay không, thì thời gian sẽ trả lời câu hỏi. Thì cái gì thì chúng ta cũng phải chờ thời gian trả lời câu hỏi. Rũ có nghĩa là rũ bỏ cái sự cố chấp của cái bản thân, thì dùng cái lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Khi một chút nhiệt tình, một chút điểm tĩnh và ấm áp thì cuộc sống sẽ luôn có mặt trời, và suốt đời mình sẽ có người thắng cuộc. Ở đời sống là cái bản thân mình xem, đừng tham vọng mọi người để hiểu bạn, cũng đừng mong cầu một việc điều theo ý mình. Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy cái bản thân mình. Khi không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Thì trong cuộc sống chúng ta làm gì? Không có ai cổ vũ, cũng chẳng phải biết tự càng khom kho hay tương tác. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Thì dù bạn có bận rộn cũng nhớ giữ lại cái chút thanh nhàn, đừng để mất cái sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi,
Đừng đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đến và biết hiện giờ mình đang làm gì, ở đâu thì yên tâm, sẽ không bị lạc đường. Thì hôm nay để Đức Phúc hướng dẫn cho chúng ta một cách để mà cách sống sao vừa lòng mình và vừa lòng người khác. Và trước khi mình xét lỗi người, phải xét lỗi ta. Và mình có làm lỗi mà mình có nhận lỗi chưa? Mà mình cứ hỏi ai cũng là sai, mình là đúng. Và chính mình làm có đúng chưa? Và mình có làm gương cho mọi người chưa? Và mình có giúp cho mọi người toàn diện, và mình làm gương cho người ta thấy được cái đẹp chưa? Trước khi xét lỗi mình, phải xét lỗi người khác. Và trước khi xét lỗi người khác, mình xét lại bản thân mình chưa? Thì trong cái cuộc sống này, chúng ta cứ ai cứ cho mình là đúng, cho mình là tốt nhất, cho mình là cái gì cũng cao cả. Rồi mọi người xung quanh, ai là người đúng và ai là người sai, và ai là người khạc và ai là người giả, ai là người tốt, ai người xấu. Chính điều này chúng ta phải suy xét lại.